Và đây là chiếc điện thoại Vitu chính hãng, nắp gập cảm ứng, đời mới nhất, cấu hình mạnh nhất, có mặt đầu tiên tại Việt Nam ở Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, chủ đề về điện thoại cao cấp, chủ đề về điện thoại chính hãng, điện thoại Vitu. Kỳ Lân trân trọng giới thiệu đây là chiếc điện thoại Vitu cảm ứng nắp gập Iron Vitu, chiếc điện thoại Vitu với cấu hình rất mạnh và là chiếc điện thoại nắp gập cảm ứng dạng thanh đầu tiên của hãng Vitu. Và đây là chiếc điện thoại Vitu chính hãng, nắp gập cảm ứng, đời mới nhất, cấu hình mạnh nhất, có mặt đầu tiên tại Việt Nam ở Kỳ Lân Luxury. Đây là chặng cảnh chi tiết về chiếc điện thoại Vitu cảm ứng nắp gập rất mạnh, rất đẹp, rất sang. Gặp lại, âm thanh rất là chắc chắn và thoải mái khi thao tác, bởi vì với cơ chế gập của Vitu này cực kỳ xịn sò và cực kỳ chắc chắn. Gặp âm thanh phải nét như vậy đó. Khi gặp lại thì chúng ta sẽ thấy được cái sự lấp lánh từ cái họa tiết khía ở trên cái phần giữa gập hai điện thoại lại, sẽ lấp lánh từ bình khía như thế này, bắt sáng ở bình khía này. Và ngay chỗ phần giữa gập của hai phần của điện thoại sẽ thấy chữ Vitu ở đây. Thiết kế các cạnh thì bằng và kiểu vuông vức, còn bo cạnh các góc thì là bo tròn, cũng rất là tinh tế luôn. Với những chi tiết trên chiếc điện thoại này thì sự chú ý, sự lấp lánh, sự bắt sáng đầy đủ từ chất liệu phần vỏ của chiếc điện thoại Vitu này, cũng như là phần họa tiết gạch ở phía sau chỗ cái phần chữ V bự nằm trên phần da này cũng vậy, cũng bắt sáng. Và bây giờ cùng Kỳ Lân khởi động chiếc điện thoại Vitu Iron, chiếc điện thoại Vitu cảm ứng nắp gập với cấu hình rất mạnh, với kiểu dáng rất đẹp và sang trọng, đẳng cấp, rất thượng lưu. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.